ไปยาวเอาอย่างกูยืนไม่หน่อยนะเฮ้โหลชาวคณะนะฮะวันนี้ก็ món ngon cái này quay cho được cả nhà xem nha đây đây tết cho chân không ai nha nhà đình bé nhỏ có cũng mâm cơm cũng ông bà con bà mời cả nhà xem và ăn cùng nha tết cho chân không ai cả nhà nha à, mâm cơm cũng ông bà cá lóc cũng chui nha phải đút đi sao nghe nói là phải đốt rồi mấy cái kia xương chiên chân vịt hầm đốt là kêu con gì vậy đốt kêu con mà cái nào mà nói đốt cái nào đốt cả nhà xem nhé dặn cùng nhé rồi mời cả nhà xem nhé dặn cùng nhé quá ngon cái này đây còn có lẩu nữa cả nhà lẩu khổ qua nha mời cả nhà xem nhé, cùng đừng có hỏi nhé. Quá ngon cả nhà. Vô, à, xem nhé, ăn cùng nhé. Đây à, tết dân tộc. Món nào cũng ngon. Dạ em. Củ kiệu. Đây, bà chị đang cuốn nha. Dĩa rau thôi, dĩa rau thôi. Quá ngon cả nhà. Trời. Mẹ bé nhỏ đang cuốn. Xem nha. Nè anh bé. Quá ngon cả nhà ơi. Rồi mời cái gì? Lên lên đi ơi, chúc mừng năm mới ơi. Chúc mừng năm mới ha. Quá dữ. Đâu? Quá dữ. Mẹ bé nhỏ kìa. Đâu? Qua chạy về đuối, qua đi từ Đồng Tháp vòng về chạy về đuối. Cục cá nha, tam quốc cục cá luôn lắm. Đúng rồi. Bỏ vào không luôn. Bỏ vô. Quay cái miệng luôn. Rớt. Quá dữ luôn cả nhà ơi, quá ngon nha. Quá dữ. Nhức nách đâu, nhức nách đâu. Nhức nách luôn. Nhức cái nách. Vô. Quá dữ. Nhức cái nách. We'll be right back.
dữ nè. Đổ nè. Cắm đi, cắm cái đi rồi vô cái đây. Đổ nha. Cái đạn cái mền luôn nha. 1 2 3 vô. Quá dữ luôn cả nhà ơi. Đổ vô. Có đạo chưa?
Ba cái nhà á. Đúng luôn. Giờ là đâu mà thấy tự nhiên cách rồi. Còn lâu. Lâu. Tôi dành nó về chẳng biết là sao không được. Nó mấy lần là gì? Mấy thùng báo rồi đó. Mấy thùng nó rồi nó cùng lắm rồi. Ông ban tập điện về làm việc liền chứ phải chuyên đơn giản đâu. Trong đang Tết nè, không nói thì thôi, qua Tết không nói nữa. Bây giờ chứ anh ban nhân tập nói nhẹ. Giờ nè, Tết nè, vui chơi đây nè. Quà Tết tôi năm nay không có nè. Mày nói tiếng Tàu anh sỏi rồi. Chào cả nhà nhé. Hôm nay Tết cho con mày nha. Ở nhà dùng chung với gia đình nó nhỏ nha. Không. Chửi nó vừa chưa? Dạ không có đủ tiền đồ. Chửi nó vừa chưa? Chửi nó không. Quá mát cả nhà ơi. Quá trời cái nói cái trò trình đó. Thì hôm nay là thôi bởi kẹo. Cà phê không? Cà phê chứ ngon à. Chắc thì mình nhai luôn xương ngon chứ mình làm này có thịt ăn này. Cái này theo đúng lòng cái thịt mềm quá. Ờ nhai luôn xương không? Nhai luôn xương. Nó nhớ mềm quá nó gã kìa không nha. Gã ăn xương luôn. Dạ mình được không? Ăn gì đó nữa. Trước khi nấu á là phải dạ có. Không có dần để vô. Quá trời cái này. Nấu mềm luôn rồi. Quá trời mọi người. Nấu mềm luôn. Ai có gan cũng vẫn nhai được. Nấu mềm luôn. Xem và anh Phụng cho mình mới nhỏ nha. Chơi vô mà áp suất mà nó. Nấu mềm luôn. Mềm. Này đấy dễ mềm cái này cái đầu nóng nóng mới cái giờ thôi thành tỏi mềm đúng rồi mềm bấm lần trước đi trước rồi quay đấy nó là sử dụng máy. Táo của nhỏ. Đưa thôi nha. Táo để bạn vui nha. Đâu có đây đi bầu cậu về chết luôn. Mới đi bầu mà bà coi nha. Bắt người ta đứng xong luôn. Tao sống nó còn nó chờ chứ con. Đó, lúc em vào đó em nói với Sơn lúc nãy. Mày làm cái gì là nó còn lâu lắm cho người dân người ta thêm nữa. Thí dụ như mày thấy người ta đưa giấy thì mày cứ việc đưa phiếu cho người ta đi bầu đi mắc cái gì mà đọc tên vậy? Cái thời gian mà đọc tên đó nó mày để sao luôn. Ví dụ như mày lấy rồi mày để sao. Làm cái lần quà. Ủa mẹ này là nhà. Ủa thế kìa. 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 Người ta phải có đi làm ăn nữa chứ đâu có phải đứng ở đây chờ đợi mày. Bầu á lại trời đâu có chậm. Ví dụ như vậy nè. Mày hỏi thằng kêu tên. Miễn ai đưa giấy với mày thì mày cứ việc đưa cái phiếu đó ra bầu. Đưa giấy vô đưa phiếu đưa giấy vô. Thank you.
chơn từng ngón niên cặp ba tùng ai chăm đai chơn cô tiếp sau.
đốn